minh hải miền đông xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay tôi lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện đau lòng xót xa đã xảy ra giữa hai vợ chồng trong một gia đình tôi mong rằng cô chú anh chị lắng nghe chi tiết về câu chuyện này và trước khi bước vào câu chuyện tôi không quên gửi tới quý vị các bạn gần xa trong và ngoài nước một lời chúc bình an vui khỏe hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống Giờ đây kính mời quý vị lắng nghe chi tiết câu chuyện này Tùng định lao nhanh vào nhà tắm thay quần Thì Hạ chặn Tùng lại Nhìn xuống đúng quần Tùng kỹ hơn Hạ phát hiện khi ở khóa quần Tùng Còn dính chặt cái vật nhơ nhơ nhớp nhớp ấy Hạ lấy được Tùng, ai cũng nói là may mắn. Mẹ Tùng hiền lành lắm, cả làng này ai cũng biết Tùng vừa chăm làm vừa chịu khó. Tuy là có tiếng hơi đào hoa một chút, nhưng đàn ông ai chẳng không tật này thì tật khác. Mà các tật của Tùng, Hạ cũng đã biết rõ khi yêu Tùng. Hạ tin sau khi lấy mình, cái tật ấy cũng sẽ không còn nữa. Vì nếu biết Tùng đã có vợ, sẽ chẳng ai ngu gì chịu mang tiếng mà bám theo tùng đâu nhưng sự đời đâu có mấy ai học hết được chữ ngợ cuộc sống hôn nhân của hạ những ngày đầu vô cùng êm đềm vợ chồng cùng đi làm tối về lại cùng quây quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng tiếng cười lúc nào cũng vang rộn khắp cả nhà nhỏ mà tùng từ sau khi lấy vợ cũng mất luôn cái tật đào hoa mấy cô khi xưa đeo bám thấy tùng lấy vợ cũng vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi tùng lại đi làm xong là về nhà chẳng đi đâu nên hạ thực sự tin tùng đã thay đổi mọi chuyện cứ tưởng như thế là đẹp thì mẹ chồng hạ đột ngột lâm bệnh nặng đúng khi hạ mang thai tháng thứ hai ai cũng lo bà nội không kịp thấy mặt cháu và cái điều lo sợ ấy rồi cũng thành hiện thực ngày mẹ chồng mất Hạ khóc hết nước mắt Hạ thương mẹ chồng như mẹ đẻ Vì từ ngày về làm dâu đến giờ Mẹ chồng luôn chăm sóc Ân cần Đối xử với Hạ vô cùng tốt Ân nghĩa mẹ chồng dành cho Hạ còn chưa kịp báo đáp Thì bà đã ra đi Còn chồng Hạ Cứ như người thất thần vậy Hai vợ chồng chỉ còn biết nhìn nhau Động viên nhau vượt qua nỗi đau cố gắng vì tương lai phía trước bụng bầu của Hạ thấm thoát rồi cũng sang tháng thứ bảy chuyện vợ chồng của cả hai dừng hẳn lại vì Hạ không muốn ảnh hưởng đến thai nhi Tùng cũng vui vẻ đồng ý nhưng rồi một hôm dạo này anh ngày nào cũng mơ thấy mẹ em ạ à. Tùng tầm giọng anh nói thật chứ Hạ tròn xoe mắt ngạc nhiên thật em ạ à. mẹ nói mẹ nằm ngoài đó lạnh lắm tự nhiên anh thấy mình bất hiếu quá hay là thế này mấy bữa nữa em chịu khó ngủ ở nhà một mình đi anh đi ra trong mộ mẹ mấy hôm xem sao tùng đã nói như vậy rồi hạ mạng ngăn cản thì còn ra làm sao nữa nó cũng là chuyện hiếu nghĩa cả thôi mà đã tròn một tuần tùng đi canh mộ cho mẹ cứ tưởng ra đó mất ngủ người tùng phải mệt mỏi thế mà hạ thấy tùng lại có vẻ khỏe ra tinh thần sảng khoái lắm mà tùng cũng không thấy cần nhằn chuyện vợ chồng không được gần gũi nhau nữa hạ thấy kỳ lạ quá hỏi thì tùng lại bảo em chẳng hiểu gì cả do mẹ đang che chở phù hộ cho vợ chồng mình thôi còn chuyện vợ chồng mình gần nhau anh nghĩ rồi em nói đúng anh phải cố nhịn vì con Hạ có lẽ sẽ không nghĩ nhiều thêm nữa cho đến một hôm. Tùng trở về nhà lúc 4 giờ sáng với cái đũng quần ướt nhẹp. Hôm ấy, Hạ tự nhiên mất ngủ, có lẽ vì con đạp nhiều mà trong lòng Hạ lại cứ thấy có gì đó bất an. Thấy Hạ Tùng giật bắn mình như vừa làm xong chuyện gì lén lút. Nhìn cái đũng quần ướt nhẹp của Tùng, một cách khó hiểu, Hạ định hỏi nhưng lại sợ Tùng ngại nghĩ bụng chắc tùng sợ ma chăng Mọi hôm không sao Hôm nay đột nhiên sợ ma là sao chứ Hạ thầm nghĩ Hay ngoài đó có biến gì rồi Hạ cố gắng tỏ ra bình thường Nhưng không có chuyện gì rồi hôm sau Lúc Tùng vừa đi ra ngoài Hạ lén bám theo để bảo vệ Tùng Và tìm nguồn gốc sự lạ Hạ đâu có ngờ Thay vì đi vào nghĩa trang Tùng lại rẽ thẳng sang nhà cô hàng xóm quá chồng hạ có nhìn nhầm không hạ hoa mắt cho trời tối hay đích thị tùng đã phản bội hạ lại gần căn nhà đó không gõ cửa vội nhìn qua cái cửa sổ hạ chết lặng tùng đang ôm hôn cô hàng xóm đó trong tay miệng còn không ngừng nói nhớ nhung nhau nữa tùng còn bảo cô nhân tình tại em sáng qua làm đổ nước vào quần anh làm anh về bị mụ vợ bắt gặp may mà cô ta không nghi ngờ gì đấy không thì còn lâu anh mới sang được với em Hạ đẩy cửa vào Nhìn Tùng bằng ánh mắt căm hận Tùng luống cuống buông cô hàng xóm ra Cô ta thì sợ Hạ đánh ghen Co rúng người lại Nhờ Tùng bảo vệ Hạ thực sự không dám tin Tùng Lại có thể vịt vào cái cớ đi thăm bộ mẹ Mà làm ra chuyện bí ổi đến như vậy dáng cho Tùng cách tắt tai trời giáng. Hạ lao ra ngoài Trời tự nhiên nổi gió, người hạ lạnh buốt, nhưng có thấm vào đâu so với những gì hạ đang chịu đựng. Nghĩ đến mẹ chồng, nghĩ đến đứa con chưa chào đời, hạ rơi nước mắt, cuộc hôn nhân này hạ phải làm sao đây? Vâng. Thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện mà người phụ nữ đã chia sẻ lại về cuộc hôn nhân của mình trong cuộc sống là vậy mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh lấy được một người chồng trung thủy hoặc để lo lắng cho cuộc sống của mình bình yên suốt cuộc đời thì nói chung cũng rất là khó và đoán trước được sự đời ai tốt ai xấu phải không quý vị và các bạn và trong câu chuyện này thì người chồng đã lừa vợ nói đi canh mộ cho mẹ nhưng rồi lại đi ra ngoài đó sang nhà hàng xóm để ngoại tình cú lừa ngoạn mục đối với trong câu chuyện này và tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe bình luận và chia sẻ tôi chân thành cảm ơn và tôi cũng rất cảm ơn nhiều những tháng ngày qua quý vị lúc nào cũng luôn đồng hành cũng như là đóng góp mọi ý kiến ủng hộ xây dựng cho kênh của tôi tôi cố gắng tiếp thu mọi ý kiến của các bạn để ra những video ngày càng chất lượng hơn và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của minh hải miền đông xin chào tạm biệt